Qua công tác nắm tình hình và tin báo từ người dân, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Theo đó, giữa khuya 25 tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ khoảng 19 kg kim loại nghi là vàng được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng xuồng máy qua khu vực khóm Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đến sáng 26 tháng 7, tại cơ quan điều tra, đối tượng S, 60 tuổi và T, 22 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, đã khai nhận cùng một số đối tượng khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại từ Campuchia về Việt Nam, thừa nhận chính là vàng 24K được vận chuyển và đưa đi tiêu thụ thông qua một số đầu mối tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.